Em sẽ không nhượng quyền cho những người mà nói lên tiếng nói là đầu tư. Tại vì em biết chắc chắn một điều là họ có làm họ cũng sẽ thất bại. Bây giờ có một bạn này ở Đà Nẵng hỏi nhượng quyền thì giờ Trọng sẽ liên lạc nói chuyện luôn cho anh em nghe nha. Thay vì anh em phải điện cho Trọng nghe thì anh em nghe cái này luôn khỏi phải điện. Ok không? Alo. À Minh nghe đi. Dạ chị. À, thì em thấy chị có để là thông tin là muốn tìm hiểu về mô hình đó. Thì em không biết là chị biết em lâu chưa chị Trinh? Không, mình mới xem tin màn Nam cô á. À, mới xem có ngày hôm qua thôi. Ờ, tin này chúng là mình đang tìm một hình thức lên lâu rồi. Nhưng mà mới xem thì tám của em đang ngày hôm qua. Là chị mới biết em ngày hôm qua thôi. Dạ. Thì không biết là chị đang mong muốn như thế nào, chị nói sơ cho em nghe được không chị Trinh? Thì mình muốn cái hình thức như bạn kinh doanh rồi đó. Dạ. Mà mình nghe bạn kêu là có nhượng quyền, mình hỏi thử là cái hình thức nó như thế nào, đủ khả năng bên mình không. Thì mình muốn kết hợp làm ăn rồi đó. Dạ, chị có đang kinh doanh cái gì không chị Trinh? Mình thì có lĩnh vực khác rồi, nhưng mà mình là bên chỗ xây dựng. Nhưng mà mình muốn thêm một cái hình thức khác nữa. Chị muốn nhượng quyền để nhưng mà mình mở nhượng quyền là ai làm? Chị làm hay là thuê người làm chị Trinh ha? Thuê người chứ. Có nghĩa là mình đầu tư đúng không? Nói chung là đầu tư trong mức thấp thôi. Dạ. Ý là mình đầu tư cho mình thuê người làm đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì nói chung là mình đang tỉnh là thuê người đựng để mà làm những công việc nữa. Dạ. Thì em có một lời khuyên dành cho chị là không nên làm nhượng quyền của em. Tại vì cái mô hình của em nó sẽ không hợp cho những người mà đầu tư. Dạ. Rồi vì sao vậy em nè? Ý như thế này này, mình thấy bạn là bạn vỉa hè đúng không? Mình cũng muốn trải nghiệm là kinh doanh theo vỉa hè đó, chứ không phải là thuê mặt bằng rầm rồ gì cả. Dạ, nhưng mà nếu mà chị là người làm hoặc là người thân của chị làm thì ok. Còn nếu như mà chị mở ra để mà chị thuê người làm, gọi như là kiểu mình đầu tư để kiếm thêm cái dòng tiền á, thì không nên. Tại vì nếu như chị có làm thì nó cũng sẽ thất bại thôi. Dạ. Còn bán dĩa hè thì như ví dụ như bên bạn là không có giống như bạn cái hình thức mà giống như công thức làm về bay mình cái cách là nhà tiên như thế nào rồi là bên mình không có hả? Có đầy đủ hết, chị muốn cái gì em cũng có, nhưng mà nếu như mà chị không làm mà chị thuê người làm thì em nghĩ là chị không nên nhận quyền, chị không nên làm cái người này thiệt. Tại vì chị có làm chị đầu tư ở đó chị mất thời gian tốn tiền không hiệu quả đâu. Em thấy có rất là nhiều đại lý của em cũng nghĩ là như vậy, thấy em làm đơn giản rồi nghĩ là cái này thuê người về làm giao cho nó làm mình ăn lời thôi, thì hầu như họ đều thất bại hết đó chị. Dạ. Nhưng mà chứ mình hỏi thật này, ví dụ như chứ mình muốn làm đi, mình vẫn là thuê người đừng làm về đừng bán. Thì ví dụ như mà mình muốn biết này cái công thức phá trị như thế nào rồi cái cách chiến như thế nào thì bên mạng có chia sẻ cái vấn đề đó không? Có nghĩa là em sẽ không nhượng quyền cho những người mà nói lên tiếng nói là đầu tư. Tại vì em biết chắc chắn một điều là họ có làm họ cũng sẽ thất bại. Và em khi mà em làm nhượng quyền mà em không giúp được cho người khác thành công là em không có nhu cầu để mà kiếm tiền từ cái việc đó. Mình làm mình phải vui. Mà vui là cái người mà họ nhượng quyền họ phải thành công mình mới vui. Vậy thì đầu tiên là chị phải là cái người làm trực tiếp ở đó ít nhất phải là 2-3 tháng. Đó là việc đầu tiên. Thứ hai là cái người thân của mình mà phải là người mình thật sự là tin tưởng làm thì em mới cho nhượng quyền. Đó là cái yêu cầu đầu tiên của em. Còn khi mà chị đã đáp ứng được cái nhu cầu đó rồi thì tất cả mọi kiến thức, kinh nghiệm và cái thương hiệu chị được quyền sử dụng hết. Chị được em đào tạo trực tiếp tại cái cửa hàng kinh doanh từ A đến Z hết luôn. Việc của chị là chỉ cần học nghề một tuần lễ đến 10 ngày là xong. Nhưng mà em không nhượng quyền cho những người mà đầu tư. Em có rất là nhiều người khách hàng họ đầu tư, họ thất bại rồi. Cho nên là em cảm thấy điều đó em không có vui. Cho nên là em không có làm nữa. Dạ, còn khi mà chị nói là ok, chị làm 3-4 tháng, tại chị có kinh nghiệm rồi, chị thuê người thì được. Mô hình của em một người làm cũng sẽ không có làm hết việc được đâu. Nhưng mà mình không có làm á, thì làm sao mình hiểu được nó. Khi mà mình nghe nói là cái sản phẩm đó nó bị hôi, khách hàng kêu là sản phẩm nó bị hôi, mình cũng không biết tại sao nó hôi. Rồi tự nhiên chiên nó bốc khói, mình cũng không biết tại sao. Rồi không biết làm sao để tối ưu hóa chi phí. Thì em chỉ đào tạo cho cái người họ làm chủ thôi. Dạ. Nếu như hình thức như vậy thì nhượng quyền bao nhiêu? Nếu như mà hình thức mà đúng như quy trình của bên em á, hiện tại bây giờ nó là 250 là từ A đến Z hết luôn á. Từ biển bản trang thiết bị đồ đạc dụng cụ phí đào tạo dạy nghề tất tần tật hết.
Rồi chị chỉ cần bỏ tiền ra với có cái mặt bằng là xong. Nó là 250 triệu á. Rồi. Dạ. Để chị suy nghĩ, nếu như mà chị có người thân hoặc trong đó thì chị liên hệ lại với em đi. Dạ, còn nếu mà chị thuê người để đầu tư thì thôi, đừng nên làm. Mệt, mất thời gian lắm. Dạ. Rồi. Rồi, em cảm ơn Rồi. chị. Cảm